Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của em nha. Thì cô chú anh chị ơi, bây giờ cũng là 14 giờ 10 phút ngày 3 tháng 2 2024 rồi. Thì em lại cập nhật những thông tin mới nhất về các anh chị trong team yêu thương Út Mốm Hồng Loan để chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình ha. Thì buổi chiều hôm nay thì anh hai Vũ Luân vừa có cập nhật một cái thông tin vui chia sẻ đến cô chú anh chị mình cách đây 3 phút. Thì anh có chia sẻ như thế này: đêm diễn xử án Bàn Quý Phi thành công lớn. Trân quý yêu thương gia đình Bàn Quý Phi City, Vũ Luân chân thành cảm ơn chú Linh Tâm, chị Thanh Hằng, chị Phượng Loan, Tú Sương, Trinh Trinh, cậu Công Minh, Trường Giang, Nguyễn Văn Hợp, Lệ Trinh, Hà Mỹ Anh, Chí Bảo, Tiêu Minh Phụng, Lý Thu, nhóm Cascader Quốc Hưng, Múa Newski Trường Lộc, Ban Cổ Nhạc Minh Tâm, Nguyễn Phúc, Nguyễn Nhích, Minh Hòa, Minh Úc, Duy Khôi, Dĩ An, Võ Hoàng Phương, màn hình LED Anh Trung, Em Như, Thi Media, Cẩm Tâm, Lê Hùng, Thanh Hải, Hứa Khải Minh, Chí Dũng, âm thanh Hải Triều, ekip nhà hát Bến Thành. Đặc biệt người anh trai của Vũ Luân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã bỏ thời gian làm rất tốt công tác đạo diễn, mang lại màu sắc mới cho vở Bàn Quý Phi. Cảm ơn khán giả mộ điệu đã đến đông đảo cho đêm diễn thành công tốt đẹp. Cảm ơn Mami, chị Bích Nghiêm, trưởng fan club, Thảo, Phạm Tuấn Anh, Phạm Ngọc Đức, Anh, tim 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 của chú anh chị. Và đây là những cái hình ảnh của anh hai Vũ Luân ở trong cái tuần hát này cả nhà. Đây là anh hai Vũ Luân với lại chị Tú Sương ha, nhìn rất là xứng đôi ha cả nhà. Và đặc biệt là anh hai Vũ Luân với chị Tú Sương thì cũng là một cặp đào kép rất là ăn ý trong những tuần cải lương nha quý cô chú anh chị. Anh hai ngồi nhìn chém chệ ghê không? Đây, cô chú anh chị. Đây là những hình ảnh trong buổi tuần. Quá đẹp đúng không cả nhà? Thần thái ngời ngời luôn cả nhà. Quá trời đẹp luôn. Đó, đây là anh hai với chị Trinh, chị Tú Sương. Wow, tem yêu thương ba ba Vũ Luân tặng cho ba Vũ Luân một cái bó hoa rất là nhiều luôn, giấy 100 là 50, 20, 10.000 cả nhà. Đi từ thấp lên cao nè, 10, 20, 50, 100. Rất là dễ thương ha. Tem yêu thương ba ba Vũ Luân. Đây là bó hoa của một cái hội nhóm fan đó cô chú anh chị, gọi anh hai là ba ba. Đây là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Đây là chú Linh Tâm với lại chị Trinh Trinh đó nha. Thật sự thì chú Linh Tâm nhìn chú rất là trẻ ha, rất là trẻ luôn á. Em còn nhớ có một cái chương trình mà chú Linh Tâm lên á, chung với anh Linh Tý và chị Bích Trâm á, thì chú Linh Tâm có nói vui là hôm nay hai anh em á, mà thật sự rất là giống hai anh em luôn ở nhà. Nhìn chú Linh Tâm rất là trẻ luôn ha, rất là trẻ, nhìn nên là nhìn giống anh trai của Linh Tý hơn á. Thật sự rất là trẻ luôn, nghệ sĩ đúng là không tuổi đúng không cả nhà. Đây là Kim Tử Long nè. Đó, anh hai Vũ Luân và chị chú Sương rất là dễ thương. Đó, cái này là chị Trinh Trinh chứ, chị Trinh Trinh cả nhà. À.
À, đây chúng ta sẽ đọc sơ qua một số bình luận của khán giả ha. Thì khán giả Thanh Hằng Trần thì nói là: "Chàng tức tức quá ơi là tức, không chụp với tôi tấm hình nào, hu hu hu, tái diễn lại đi." À, fan cứng Nguyễn Huyền Trang thì lại thả một trái tim. Chị Trần Thúy Phượng thì cũng thả một cái hình trái tim. Khán giả Kiều My thì cũng thả tim của chú anh chị. I love you. Khán giả Tiền Võ thì để hình của anh hai Vũ Lân luôn nè cả nhà. Cái hình thumbnail của anh hai và kèm theo cái chữ I love you luôn. Khán giả Tuyết Nga thì cũng thả tim. Quá trời dễ thương luôn. Tim quá trời tim. Yêu thương, hẹn ngày anh hai tái diễn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Phá tuyệt vời. Ước được ba đồng ý kết bạn, hi hi. Chúc mừng anh Luân. Rất là nhiều tim. Wow, khán giả này thì lại bắn tim. Chiêu chiêu, chiêu chiêu. Đó, cả nhà thấy ha. Khán giả yêu thương anh hai quá trời luôn đó nha. Tặng rất là nhiều trái tim cho anh hai ha. Đó, thì đây là một cái thông báo vui của anh hai. Đó, về cái đêm diễn xử án bàn quý phi là quá thành công cả nhà. Đó, cho nên là anh hai thông báo để trước hết là cảm ơn các cô chú nghệ sĩ nè, thứ hai là thông báo cho khán giả mình biết để cô chú anh chị mình cùng vui với anh hai. Thì hôm trưa hôm nay em cũng thấy một cái niềm vui nhẹ nhẹ ở bên Út Mớm này cả nhà. Chúng ta cùng qua bên trang của Út Mớm chia sẻ với cô chú anh chị mình ha. Đây, cả nhà mình thấy gì không? Đó, bà Mớm với lại chị Ni nè, hai bà nè đang tám với nhau chu mỏ, và chị Hồng Ni đã bị bà Mớm dìm hàng chụp lại cái cảnh mà đang chu cái mỏ này cả nhà, quá trời luôn. Thì bà Mớm mà biết như thế này: "Nhớ chị yêu quá, mau về với em nha chị yêu, dì lẹ đi bé Nina Na Si Nguyễn." Hả, bà đang nằm bên kia chém chệ ha, cái bà gọi qua bên đây cho chị Ni. Cái xong cái người ta đang chu cái mỏ, cái bà chụp hình người ta. À, bà bêu xấu luôn rồi, bà làm xấu dìm hàng chị Ni rồi cả nhà ơi. Quá trời quá đất bà Mớm rồi. Để mình coi ở dưới đây là chị Ni có đây. Ở dưới đây chị Ni nói là: "Đời tao không sợ ai, chỉ sợ mỗi mình mày mỗi khi chụp hình nha Mớm ca ca." Trời ơi, dìm hàng quá dìm rồi cô chú anh chị. À, đây khán giả vô ghẹo nè cả nhà: "Đáng yêu quá chị, không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ Mớm chụp hình." Ủng hộ chị và Hồng Loan. Chị Ni trả lời nè: "Mớm mới kể chị nói là đồn chị nhập hàng cho Mớm bán ca ca, cũng may không có tham gia bất cứ việc kinh doanh, không thì chết tôi, cứu cứu ca ca. Chị em đẹp rồi lo gì. Đó. Chị của em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. À, việc mình làm chứ đừng quan tâm mấy con rảnh háng ăn rồi thách thức nhé chị yêu. Họ họ rảnh chứ chị của em đâu có rảnh, tập trung kiếm tiền để lo pháp lý thôi nè chị yêu." Thì ở dưới là chị Tuyết Ngọc, chị luật sư nè, chị cũng có một cái bình luận nè: "Chưa về nhà, chưa được về nha, xong việc giùm chị mới được về nha, hi hi. Mớm Võ Thị Hồng Loan ráng nhớ thêm ít bữa đi nè, chị đang bị việc đè nên đi, ráng chị chịu cực xíu đi nè." Đấy là một cái bình luận của chị Bình Tinh nè cả nhà. Chị Bình Tinh nói là: "Mai mốt chụp hình dìm hàng cao như bà Ni cao cắn cho thấy nghe." Chứ anh chị, à đây là cái bình luận của anh Linh Tý nè. Trời ơi, toàn là mấy anh chị trong fan yêu thương, thấy thương quá cả nhà. "Mớm đã chu hết cỡ để tạo ra một nụ hôn nhưng mớm vẫn mớm." Thấy thương anh Tý quá, ảnh ra kìa vui quá cả nhà. Ê, anh Nguyên Vũ thì anh nói là: "Em gái không nhớ anh trai không? Hu. Không kêu anh về hu, ca ca anh đi tiếp đây." À, để cậu mớm trả lời gì ha.
Em réo anh mỗi ngày mà anh có chịu về với em đâu hu. Ủa rồi réo anh dữ chưa, có hắt xì đâu ta, yêu yêu yêu. Trời ơi, thấy thương quá cả nhà, các anh chị nói chuyện với nhau rất là thương luôn. Rồi em nở em thoát ra cả nhà để mình xem ha. À, Trương Bảo Xuyên. Trương Bảo Xuyên là người bạn của anh hai đã giới thiệu chị Ni cho Hồng Loan á cả nhà. Là người giống như người gieo duyên á, gieo duyên cho chị Hồng Ni đến với Út Mớm Hồng Loan á, cho chú anh chị. Dễ thương. Có anh Chí Cảnh nữa nè. Chí Cảnh dễ thương cả nhà. À, rất là nhiều khán giả ha, yêu thương gửi tình yêu thương đến nè cô chú anh chị. Một sự dìm hàng rất là đáng yêu. Thương quá nha. Em coi lại hình của chị Ni nè. Trời ơi cái nhà coi kìa. Có dìm hàng người ta kìa. Quá là đáng yêu đúng không cô chú anh chị? À, thì bữa trưa hôm nay chia sẻ thì thông tin anh hai thông báo tin vui đến cô chú anh chị mình và Út Mớm thì dìm hàng chị Ni ha. Nhiều khi mình có cái những cái khoảnh khắc vui vui như thế này nó cũng giải tỏa, là đỡ stress nữa cả nhà. Đó, mình coi mà mình thấy mình cũng vui vui lây theo mấy anh chị ha. Dạ thì có lẽ là thôi em xin phép khép lại video ở đây. Có thông tin mới em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị mình ha. Đừng quên like, chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ Nắng Sưng nha cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới buổi chiều vui vẻ chứ. Bây giờ là buổi chiều rồi. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ, nhiều sức khỏe, ăn ngon. Ngủ ngon, mơ đẹp ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị.